Hello, xin chào tất cả các bạn đã trở lại với cái kênh YouTube của mình. Thì hôm nay clip này mình cũng muốn quay về rửa xe đó, chỉ quay cho các bạn thấy là trước khi rửa và sau khi rửa. Thì bây giờ mình sẽ quay cái đồng hồ xe của mình coi là bây giờ mình sẽ chuẩn bị rửa xe thì nó tầm khoảng mấy giờ và mấy giờ rửa thì nó sẽ xong đó. Để coi rửa một chiếc BMW mà dơ tới như vậy thì bao nhiêu phút ha, trừ cái thời gian mà mình quay clip ra nha các bạn. À, bây giờ là 1 giờ đúng nha, tính là 1 giờ đúng luôn. Đây mình sẽ quay cho các bạn coi về cái độ dơ của cái xe của mình. À, sau khi mà đi về quê vợ ở dưới Bến Tre 150 cây và lên thành phố 150 cây thì ngập nước ở ngay quốc lộ 1A rất là lớn, rất là nhiều, ngập gần nửa bánh xe lận. Đó, rồi những chiếc xe khác chạy văng qua xe mình tùm lum hết. Thì cái xe mình nó dơ như vậy. Đó, các bạn thấy không, dơ đi sình lầy là nó phải dính cỡ này, chứ không phải là mình đi ngang qua cái chỗ dơ ít ít thì cái này nó dính nhẹ nhẹ lên thì rửa rất là nhanh. Nhưng mà đối với những cái xe mà nó đã dính mà dơ tới mức độ như vậy thì rửa nó sẽ lâu hơn. Đây mình lấy tay mình chà nhẹ nhẹ sơ sơ, nó đã muốn muốn sạch, muốn ra hết rồi nè. Đó, cái này mình chỉ cần xịt nước nhẹ thôi là nó sẽ sáng cái niền lại luôn, rồi chà rửa sơ qua nữa là xong. Đó, các bạn thấy không, dính nhiều như vậy chứ không có vấn đề gì hết á, cho nên là mình rửa xe rất là nhanh. Để đạt được những cái hiệu ứng giống như vậy á thì mình sử dụng những cái sản phẩm mà của Sonat, cái chai rửa mâm. Chai rửa mâm không phải chỉ để rửa sạch không, mà sau khi mình rửa thì nó rất là bóng và nó loại bỏ được những cái dơ trên cái mâm này nhanh hơn là bình thường mình rửa bằng xà bông rửa xe. Xà bông rửa xe đó thì mình rửa những cái phần nó như trên dàn áo rồi tổng thể chiếc xe, nhưng mà đối với những cái dạng mà nó dơ đặc biệt giống như những cái phần này thì mình phải có cái chai cái sản phẩm khác để mình rửa đó, nó mới hiệu quả. Tất nhiên là chúng ta có thể là rửa bằng Sonat đều được, ok, nguyên chiếc xe luôn. Nhưng mà đối với những cái phần như là mâm nè, những cái phần gấp đồ như vậy, rồi dơ như vậy nè, mình rửa thì nhiều khi á nó sẽ lâu ra hơn và nó không chuyên. Cho nên là rửa một chiếc xe thì cần phải sử dụng rất là nhiều cái sản phẩm, tùy vào những cái điểm mà dơ trên xe và mình xài như thế nào để cho nó phù hợp và nó an toàn cho chiếc xe của mình. Đó, thì các bạn thấy là dơ rất là nhiều. Cái miếng chắn bùn này làm thì nó không có được đẹp mắt cho lắm, nhưng mà nó đỡ dơ bên trong cái phục. À, có chắn bùn rồi nhưng mà chiếc xe của mình nó vẫn bị văng vào bên trong nhiều đó, nhưng mà nó đỡ trực diện hơn thôi, chứ còn cái vấn đề mà dơ bên trong thì vẫn dơ. Đối với là chiếc Z9 hay là Z1000 hay là những cái dòng xe nét khác á, hay là những dòng xì bọt khác thì mình thấy là làm cái miếng này nó đỡ văng khoảng 90% đó, nhưng mà trên chiếc BMW này thì nó vẫn vào được đó. Đây là các bạn thấy là sình mà nó văng mờ bản số luôn. Thì tất nhiên là cái người ngồi sau này cái lưng là dính đầy nhóc rồi, không cần gì phải bàn cãi hết. Cái đuôi này thì sắp tới mình sẽ làm đặt hàng, thì về sẽ gắn cái đuôi đúc gầm và có thể lật ra lật vô được nữa, xài được cái xi nhan. Xe rất là dơ ha. Và hôm nay thì mình không có quay lại cái clip để mình rửa xe. Hôm nào mình sử dụng hết tất cả những cái sản phẩm mà Sonat bảo vệ từ con ốc của xe luôn. Sau khi mình đi dơ như vậy, mình sẽ có cái view clip là xịt nước một cái là nó sạch và không còn cái bọn luôn nha các bạn. À, các bạn lưu ý là khi mà xịt bình thường á, nó sẽ trôi hết lớp dơ đi, thì các bạn sẽ thấy là nó còn cái bọn dơ. Nhưng mà khi mình đã sử dụng sản phẩm rồi, mình xịt lên là cái bọn nó cũng sạch luôn. Nghĩa là mình xịt lên một cái là xe y như là mới vừa rửa. Thì cái hiệu ứng này mình sẽ làm sao đó. Còn hôm nay mình chỉ rửa xe cho sạch lên để ngày mai mình đi công chuyện tiếp, chưa có một cái thời gian để mà mình sử dụng sản phẩm để bảo vệ cho toàn bộ chiếc xe. Tại vì các bạn biết là sau khi mà muốn sử dụng mà cái sản phẩm mà để bảo vệ nguyên chiếc xe này, gồm đánh bóng là dàn nhựa đen, rồi cái gấp, rồi sơn bóng, rồi các cái chi tiết khác rất là nhiều, phải sử dụng rất là nhiều sản phẩm ở trên một chiếc xe. Cho nên là sau khi mà mình rửa xe phải thật sạch, thật kỹ,
rồi mới sử dụng toàn bộ chiếc xe rồi mình đi mưa cỡ như vậy nè, xịt nước cái là nó sạch luôn. Mà khi mà đã sử dụng sản phẩm rồi thì nó sẽ không có dơ giống như vậy các bạn, nó sẽ không có động lên mà các bạn thấy mà đầy nhóc giống như vậy nữa. Clip thì tới đây thôi, để mình tiếp tục mình rửa, chứ nãy giờ là mất hết khoảng 5 phút rồi ha, mất hết 5 phút rửa xe của mình rồi. Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của mình. Thì bây giờ mình đã rửa xong chiếc xe, nãy giờ ngồi thở oxy chắc cũng phải mấy phút rồi. Bây giờ mình sẽ quay thử coi là cái đồng hồ mình bây giờ mình rửa xong xe là bao nhiêu thời gian ha. Biết mấy tiếng rồi biết. Bây giờ là 1 giờ 3 à 2 giờ 37 phút rồi. Nãy giờ mình có ngồi nghỉ chắc cũng khoảng 10 phút á, để cho xe nó khô khô rồi mình sẽ quay cho các bạn xem. Thì hồi đầu view clip thì các bạn thấy là chiếc xe nó dơ rất là kinh khủng luôn. Nhưng mà sau 1 tiếng rưỡi mình rửa thì trừ thời gian kéo dây rồi chuẩn bị xà bông rồi quay clip thì chắc mình dự đoán là tầm khoảng 1 tiếng 20 phút là mình đã rửa hoàn thành chiếc xe rồi. Cả rửa luôn dây sơn rồi rửa nguyên chiếc xe luôn nha các bạn. Nói chung thì mình rửa bữa nay á là chỉ đạt có khoảng 80% thôi, chứ không có rửa mà đạt mà phải tuyệt vời, phải sạch, tại vì trong mùa mưa thì hôm nay rửa thì ngày mai lại đi mưa tiếp, cho nên là mình chỉ rửa đạt cái yếu tố là sạch và đẹp nhất cho xe là ok rồi. Nó không có bỏ quá nhiều sức ra, tại vì bây giờ mình sẽ đi làm việc khác nữa, chứ không phải là lúc nào mình cũng tập trung chiếc xe, cứ đi xong mưa về rửa, đi xong mưa về rửa. Thì rửa nhiều quá nó cũng bị ẩm, cái hơi nước nó cũng ẩm ở trong những cái phần mà kim loại rồi những cái chất điện của mình, chứ không phải là mình rửa hoài nó tốt đó. Nhưng mà do cái xe nó quá dơ rồi, nó quá kinh khủng, phải đành phải rửa cho nó sạch để ngày mai đi thôi, chứ nếu không là mình cứ để như vậy. Ví dụ như trong mùa nắng đó, mình đi gặp một cơn mưa hay cơn mưa thì vài cơn mưa về mình mới bắt đầu mình rửa, chứ không phải là rửa ngày nào cũng rửa hết, cái mưa ngày nào cũng rửa thì chịu không có nổi đâu các bạn. Các bạn thấy là sau khi mình rửa thì những cái phần mà gấp ghiếc đồ là đó, mình để cho nó khô tự nhiên luôn, rất là đẹp ha, rất là sạch đẹp và ok đó. Phần mâm đồ nè, cái này mình chỉ lấy bao tay rửa xe mình rửa thôi, không có dùng cọ hay cái gì mình chà hết á, là mình muốn rửa cho nó nhanh đó. Sáng giờ thì hay nhất cho mấy bạn với chính lên nhà đó, thì tới bây giờ trưa trưa thì thường thường đó là mình rửa trong bóng râm nha, rửa sâu nát, mình đừng có đem ra ngoài nắng mình rửa. Thì cái dây sên sau khi mà mình để nước đó, thì nó sẽ bị rỉ, thì các bạn yên tâm có vấn đề gì hết. Tí xíu nữa xịt khô có cái máy hỏi hơi khô, hoặc không có đó thì các bạn nổ máy lên cho nó quay văng nước ra để khô ráo rồi xịt dưỡng sên là ok, không có bị sao hết nha. Đó, mâm rửa rất là lẹ. Đối với làm những cái mâm này, khi mà mình không sử dụng sản phẩm mà rửa mâm á, mình rửa mình chà rửa rất là cực nó mới sạch được. Nhiều khi mà các bạn rửa xong mà những cái kẽ hôm đây nè, đó, những cái kẽ thì nó vẫn còn dơ, nhưng đối với cái chai rửa mâm cực kỳ ok. Nói chai rửa mâm thì quay luôn cho các bạn coi cho dễ biết ha, thì để nói rửa mâm nhiều bạn không biết, chai này thì hiện tại mình đang còn hàng nha, bạn nào cần mua thì có thể lên app Shopee, ở phía dưới cái phần mô tả thì mình có để cái đường link cho các bạn mua hàng. Chai này rửa mâm với lại rửa hắn dĩa, chuyên mâm và chuyên hắn dĩa nha. Nó thì nó dùng cho xe hơi là chính, nhưng mà mình sử dụng cho xe máy luôn, tại vì mình thấy là rửa mâm nè, các bạn thấy là sau khi rửa mâm mâm sạch sẽ đẹp bóng rất là ok. Nhiều bạn hỏi mình là xài cái gì để đánh cho bóng cái mâm, thật sự ra không có cái gì đánh nha, mình chỉ xài cái chai rửa mâm này, rửa xong mà nó bóng nó đẹp và nó ít đọng nước nè, các bạn thấy không, những cái hạt nước là nó đọng rất là ít đó. Còn sau khi mà các bạn mà rửa xong rồi mình sử dụng thêm cái sản phẩm gì để cho nó không có bám nước thì sau này mình sẽ review thêm ha. Thật sự ra thì cái sản phẩm đó mình đã review rồi, nhưng mà trên cái phần mà dàn nhựa bóng, còn dưới cái mâm này thì các bạn vẫn có thể xài đối với là mâm sơn bóng ha. Sau khi mà rửa cực sạch như vậy thì mới sử dụng được những cái sản phẩm đó. Đây nè, đó mâm đồ mình rửa rất là ok ha. Nay thì chỉ rửa sơ thôi, nó rửa cho nó đủ sạch để ngày mai đi tiếp, tại trong mùa mưa. Đây, hắn dĩa đồ nè, sử dụng cái chai rửa mâm rồi xịt lên hắn dĩa rửa thì các bạn thấy là hắn dĩa nó cũng trắng cũng đẹp, không có bị mà đen đen. Cái bố hắn mà nó dơ nó đen á, mình thắng nó ra màu đen nhìn thấy rất là ghê.
Thường thường thì muốn rửa chiếc xe này sạch á, bèo lắm cũng phải mất từ 2 tiếng tới lại 3 tiếng đồng hồ để rửa hoàn tất một chiếc xe sạch cỡ khoảng 95%. Còn nếu mà muốn mà sạch hoàn hảo á, thì phải mất khoảng 1 ngày 2 ngày để tháo cái phần mà dàn nhựa ra, rồi rửa tỉ mỉ từng ngóc ngách đồ thì sẽ rất là lâu. Trung bình thì 1 năm thì nên rửa lại y như vậy 1 lần, chứ không phải lúc nào mình rửa xe cũng tháo dàn áo ra. Tháo riết thì những cái khớp trong xe, rồi những cái con ốc, rồi những cái lông đờn đâu nó cũng rung rơ hết, mình chạy nó sẽ kêu tè tè rất là khó chịu ha các bạn. Đây là phần bánh trước của xe nè, hồi nãy là các bạn nhìn thấy những cái vị trí này sình lầy nó bám rất là kinh khủng khiếp. Bây giờ mình đã rửa nó sạch sẽ được y như vậy thì cái chai rửa mâm mình có thể là rửa cho mâm trước mâm sau ha đó. Còn Sonat thì mình nước rửa xe Sonat thì mình rửa toàn bộ chiếc xe, còn những cái phần mà góc khuất ở trong cái những cái phần máy, rồi những cái phần mà dây điện rồi này nọ thì mình có thể sử dụng cái chai mà rửa lốc máy, mình xịt lên mình để tầm khoảng 15 phút mình rửa. Còn cái chai rửa mâm thì mình xịt lên tầm khoảng 1 tới 2 phút thì mình bắt đầu là mình lấy chuyên biệt một cái khăn, một cái bao tay nào đó mình để dành chuyên để rửa cho nó, thì mình sử dụng cái đó mình rửa rửa mâm chứ lại rửa hắn dĩa là chuyên một cái, là cái nào là một cái thôi nha các bạn. Đó, còn Sonat thì rửa xong thì xe rất là bóng và đẹp. Tất nhiên là không phải là xe nào rửa cũng bóng ha. Ví dụ như xe mình chăm sóc kỹ lưỡng á, thì nó không có bị trầy xước. Đó, thì sau khi rửa thì các bạn thấy là cái bề mặt xe rất là bóng và đẹp. Đây không? Mình soi gương mình thấy luôn nè. Hai các bạn. Xe mình đi tour chắc cũng khoảng 2 tour rồi mà mình chưa có đánh bóng hay cái gì hết á. Còn nguyên nguyên si hết. Đi mưa thì các bạn thấy là trong cái mùa mưa mà đi tour về thì cái xe lúc nào nó cũng dính sình lầy đất cát đồ rất là khủng khiếp. Thì những cái sình lầy đất cát đó, nó chạy trong cái quá trình mình sử dụng xe đó, thì nó sẽ làm xước cái bề mặt sơn của mình. Thì mình sẽ sử dụng những cái sản phẩm mà để đánh bóng, duy trì cái độ bóng của nó, rồi bảo vệ cái màu sơn. Đó. Video clip hôm nay thì mình cũng muốn quay cho các bạn xem là rửa một chiếc xe BMW thì sau khi đi đi mưa dơ như vậy về á, thì rửa mất bao nhiêu thời gian, và sử dụng những cái sản phẩm trên những cái phần mâm bánh đồ này nọ đó. Còn những cái clip mà mình đã hướng dẫn các bạn cách rửa xe này nọ thì mình đã có quay clip rồi ha. Còn những cái sản phẩm nào xài ở đâu, khi mà mình rửa xe thì có 3 loại chính, đó là Sonat rửa mâm, Sonat rửa máy, Sonat nước rửa xe, 3 loại chính để rửa trên một chiếc xe. Sau này sẽ có thêm những cái sản phẩm khác nữa, còn Simbolin thì mình dùng để rửa cái nhông sinh dĩa. Đó là 4 loại chính để mình rửa một chiếc xe. Thì mình đã hướng dẫn các bạn trong những cái video clip mà riêng lẻ của từng sản phẩm mà rửa như thế nào rồi. Các bạn có thể là xem lại giúp mình ha. Đó. Còn về cái phần mà đánh bóng bảo dưỡng cũng như là mình sử dụng những sản phẩm nào trên những cái phần nào thì sau này mình có điều kiện mình sẽ làm video clip để cho các bạn coi sau.